Ngon quá, nè nè nè. Ngon quá. Ngon quá. Chị, ngon nè con. Á. À. Chíp ơi. Chíp nè, à, đừng có gặm tay. Ta 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 ta. Da 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 da. À, à, ngon quá. Ngon quá. Ngon, ngon. Ngon quá. Ngon. Mấy tên trong nhóm gặp phải bị người khác bỏ bùn đã thay lòng đổi dạ, muốn gia bọn kẻ này. Ngon quá. Chỉ có mấy tên đó, chỉ vài chứ thôi, đã giải quyết xong rồi. Chị... Ngon, bữa nay ăn ngon quá. Bữa nay con được ăn ngon quá. À, con ăn cháo, cà rốt với nước rau luộc hả? Ngon quá. Ô, ngon quá. Ngon dễ sợ luôn. Đừng. Sau này ta chỉ cần đi qua chỗ đó là sẽ ra xô xát, nhưng chứ hề sẽ là chuyện bắt cóc gì cả. Nè, ngon lắm. Người đã đến sân trại chưa? Ngon quá. Ta đã đi qua sân trại. Hôm nay chiếc ăn giỏi quá ha. Ngồi thẳng lại con. Bảo vệ nhưng nè. Trời tối rồi muốn lên đó cũng không phải là dễ. Đừng có ngậm quá nghe. Dơ lắm. Dơ lắm nghe. Ừ. Ngon. À, ngon. Hà, hà, có miệng to ra chứ. Hà, to ra chứ. Cảm ơn. Hà. Ô, ngon quá. Ngon quá. Chiếc quay phim chiếc mới chịu nằm im cho mấy cho đút đó đúng không? Chứ không thôi á, lẫn cứ nhìn cái ghế thôi. À đó 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 đó. Đó. Người thả ta hai lần. Tại sao lần này lại bắt ta về? Suốt cuộc muốn cái gì? Nè. Ngon quá. Nhưng mà từ khi ta gặp nàng lần đầu thì dường như đã từng quen nhau, chứ đã biết rõ từ lâu. Ngon quá. Hà. Hà. Ngon quá. Lần đầu ta giao đấu với nàng không phải là chỉ ta không thắng nàng, mà là chỉ ta không nỡ đánh nàng. Ba. Mà. Ngon quá. Nữa nè. Ngon quá. Nữa nè. Hả? Ngon quá. Thì hôm nay để cho ngươi nắm đủ. Ngươi nắm đủ rồi thì thả ta đi. Chắc một người thì nắm thua chưa đủ đâu. Nút đi con, nút đi. Sao ta nói để nàng đi được chứ? Nút đi. Ngon quá. Nút. Nếu đó thì vậy. Ồ, ngon quá. Ừ, ngon quá.
Ngon quá. Ôi chà, ngon. Ngon quá. Chíp giỏi quá. Đây nè. Hà miệng, hà miệng. Chíp giỏi quá. Ôi vô cha, ôi vô cha. Phương dữ đó hả? Ngon mà. Nãy chị con ăn ngon mà. Ôm giỏi. Ôm giỏi. Giỏi nghe. Ngon lắm. Ngon nè. Ngon quá. Chíp ăn giỏi quá. Ha. Ngon quá đi thôi. Ngon quá đi thôi. Hôm nay Chíp ăn mở hàng đồ mới mà. Ngon quá đi thôi. Thả ra, thả ra mới gật nè, thả ra, thả ra. Thả muỗng ra nghe, con thả muỗng ra mới gật. Thả ra. Ngon. Ngon quá. Chíp giỏi quá. Tất nhiên rồi. Làm sao mà có thể Chíp ơi, nè con. Thôi đi nè. Ngon quá. Chíp ăn ngon quá. Hả ra, hả ra, hả ra. Nè. Hả ra mới cho ăn. Thôi. Thôi. Ôi trời ơi. Đừng. Hà. Hà. Ngon quá, nút đây. Ô nút đi chứ đừng đó. Ba tên là đặt đó đang ở trong nhà của tiểu cục. Ba tên là ba đứa nhỏ. Nhìn ngón tay người đến như vậy, số cuộc là mấy đứa? Là năm đứa. Người là đứa nào? Tiểu sư của tiểu cục quy chánh. Người là người của sở đại đạo. Mấy tên nhân tặc đi cùng với đoàn tiêu cục. Trên đường mổ gia đã gặp xe tiêu của tiêu cục huy chấn rồi. Sau lúc đó, ngươi không nói của nghịch tặc. Khi nhóm A Tài của mối lạc gia đến, chúng đã trốn hết rồi. Tiểu nhân không tìm thấy, cho nên không có dám lên tiếng. Ngươi nói thật chứ? Tiểu nhân quyết không dám sai nữa lần. Lúc này, bọn nghịch tặc đang ở chỗ trạm dịch của tiêu cục đó. Hà. Hà đi, Hà đi. Hà, con buồn ngủ rồi đúng không?
con ăn đi đồ ngủ. Nghe. Ừ, thôi ăn đi đồ ngủ. Miệng đây. Há miệng. Giỏi quá. Thôi đừng có phun. Đừng phun con, đừng phun. Trời ơi. Thôi mà. Ôi trời. Ngon quá. Chíp giỏi ơi. Chíp giỏi, chíp giỏi quá. Thôi, thôi, thôi. Thôi.